Ok, xin chào mọi người. Thì hôm nay thì mình sẽ không làm về các bí ẩn, tại vì cái đó thì cần phải có lực chiến lên cao cao một chút rồi á. Nên mình sẽ hướng dẫn mình các bạn là cái yêu cầu ha, di sản của giáo phái ma quỷ. Thì bạn thấy là yêu cầu này mình không là bấm tự tìm đường được. Ok, cái nhân vật Yuhara này nó sẽ họ sẽ đứng ở đây, đồng bọn với Mephist. Các bạn di chuyển tới túp lều bỏ hoang nè. Di chuyển cục móc thôi nha, đừng chạy vô bên trong. Ok, các bạn di chuyển tới đây thì sẽ thấy là đây, nhân vật Yuhoran đứng ở đây đây. Ok. Vách đá ở phía tây bắc của tầng 4 thung lũng rắn. Tây bắc tầng 4 thung lũng rắn ẩn dấu. Thung lũng rắn ẩn dấu đây, tầng 4. Đây, như dám hỏi rồi. Ôi, không cho di chuyển lên. Ok. Thì đa số các nhiệm vụ mà của Yuhoran thì họ sẽ không có hiển thị ở trên bản đồ. Và các bạn phải nhớ cái vị trí đứng của NPC để di chuyển tới. Server này mình cũng khá là lâu rồi nên đa số là các tầng đều có bot thôi. Rồi, ok. Ok. Trạng thái nào trên đó? Nhảy lên đi chứ. Ui, nhảy lên không được rồi. Đây, ngay góc bên này là sẽ có một cái mỏm đá. Các bạn thấy bên 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 góc bên này nè, đừng nhảy lên phía nha, góc bên này nè có cái mỏm đá vô ra nè. Đây, nhảy qua đây rồi nhảy lên trên. Hơi tối nha. Hello, hello. Mình đang đứng ở đâu nhỉ? Ở đó. Góc nó bị lắc màn hình đó các bạn, nó hơi tối. Ok. Giờ máy mình cấu hình hơi thấp, chất lượng hình ảnh hơi hơi kém nên đó, cái bọn đá bên này nè. Rồi, các bạn nhảy tới đây rồi. Ok, hết bị rồi nè. Rồi, nhảy lên thôi. Ôi dồi má, nằm sát má mép nữa chứ. Ok. Ok, đơn giản vậy là xong rồi nha mọi người. Có gì nhỉ? Ok, bye bye mọi người.